Rồi, kính chào các bác nhé. Với một cặp loa Mỹ cái tầm tiền hơn 40 triệu thì chắc chắn là anh em không thể bỏ qua cặp này. Clip này giới thiệu đến các bác cặp loa AR9LS, cặp loa rất là hay và rất đáng để sưu tầm, đặc biệt là trong tầm giá nhé. Đấy, để em quay bao quát xung quanh cho anh em. Đấy. Anh em lưu ý nhé, trên kênh của em thì khoảng mấy ngày trở lại đây nó sẽ có những cái clip của những cái anh em đang chơi đồ và quay lên up lên kênh của em. Thì những cái sản phẩm đấy thì không phải là sản phẩm của em, và nó là những cái sản phẩm chủ yếu là hàng bờ đã qua sử dụng Việt Nam. Đấy, và khi các bác muốn mua sản phẩm đấy thì các bác gọi điện cho cái số điện thoại của cái chủ người, cái anh mà của cái người mà người ta sở hữu cái loa, cái âm ly đấy nhé, chứ không phải là gọi cho em. Còn những sản phẩm mà em quay thì thường là em sẽ có những cái biển tên số điện thoại của em như này, thì các bác sẽ là gọi cho em. Đấy, và những cái đồ của em thì nó là hàng bãi. Đấy, tại sao mà có những cái clip kia thì nếu các bác không theo dõi thì các bác cũng sẽ không biết là em đang tận dụng cái nền tảng kênh của em, nó hơn 100.000 sub, rất nhiều người theo dõi, thì em muốn kết nối giữa người dùng với người dùng, tức là những anh em mà đang có đồ audio chán rồi, muốn bán mà không biết bán kiểu gì thì cứ quay clip gửi cho em, gửi Zalo số này nhá, thì em sẽ up lên kênh cho các bác để các bác tự gọi là liên hệ với nhau. Và khi up lên kênh thì sẽ có đề cụ thể số điện thoại của cái người chủ loa, chủ âm ly đấy. Thì người ta quay và người ta sẽ, các bác chủ động các bác liên hệ. Và với những cái đồ bờ như thế thì giá nó sẽ rẻ hơn, đơn cử luôn. Ví dụ như cặp AR9LS này, hiện tại giá bãi của em hàng đẹp như thế này nó dao động khoảng hơn 41 triệu một chút. Đấy, cặp AR9LS này, cặp này cao 1m3 nhé. Đấy, nhưng mà nếu mà một cặp hàng bờ nếu dùng ở Việt Nam rồi ấy, thì tùy tình trạng thì chắc chắn nó sẽ dưới 40 triệu. Đó. Đây, anh em sẽ nhìn. Và hình thức rồi là các thứ chắc chắn nó sẽ khó có thể đẹp được hàng bãi. Còn chưa nói đến cái vấn đề gọi là nội thất. Đấy, hàng bãi thì những cái này nó sẽ đẹp đẽ hơn rất là nhiều. Còn tuy nhiên thì không phải cứ hàng bờ đã dùng ở Việt Nam thì là nó là đều xấu hết nhé. Có những cái đôi nó rất là đẹp. Và khi như thế thì các bác mua thì nó sẽ hời. Và chắc chắn nó sẽ tốt hơn với những cái shop bán audio rồi. Bởi vì khi đưa vào shop thì đương nhiên là nó lại có lương chi phí của những cái shop, thì chắc chắn là các bác mua nó sẽ không rẻ bằng của người dùng. Em làm cái đấy thì mục đích là để giúp anh em kết nối anh em với nhau thôi. Đấy. Kết nối anh em với nhau không qua trung gian. Có một số anh em thì có chia sẻ là nhắn tin bảo sau em không nhập về xong em bán thì em không nhập. Thực ra thì nhập thì thứ nhất là em không nhập bằng bờ, thứ hai là nhập rẻ thì bán thì có lãi nhiều đấy, nhưng mà mình không muốn cái đấy, tại vì làm thì làm quanh năm thôi, kiếm tiền quanh năm rồi, thì những cái đấy thì để tạo điều kiện cho những anh em chơi, anh em người dùng ở biển dùng không qua trung gian. Đấy, bớt cái khâu trung gian đi để giá tiếp cận với nhau cho nó dễ. Bây giờ em sẽ mở căng của hai bên ra nhé, để cho các bác ngắm cặp 9LS này. Một cặp loa rất là khủng, và với cái tầm giá hơn 41 triệu thì nó rất đáng để sưu tầm nhé. Em nói luôn với các bác là để sưu tầm luôn đấy. Bởi vì bây giờ một cặp bô 601 series 3 bây giờ các bác biết rồi, nó còn đắt hơn đôi này. Nhưng mà để nói về giá trị sưu tầm và chất nhạc thì chưa chắc đã ăn được đôi này. Em này cao cực kỳ cao nhá, cao 1m3, thùng lạng này, thùng gỗ lạng này, anh em nhìn này. Nó rất là đẹp nhá. Chiều ngang của em này thì nó khoảng hơn 40cm, khoảng 42, quãng quãng đấy. Đấy, cấu hình của nó thì anh em sẽ thấy riêng ở cái mặt nó sẽ chia ra rất là nhiều loa. Thì mỗi thùng nó sẽ có gồm 1, 2, 3, 4, 4 cái loa trên mặt. Đó. Anh em có thể thấy. Và ở dưới là anh em nào mà tinh mắt thì ngay từ đầu em quay thì anh em đã nhìn thấy ngay. Ở đây nó có thiết kế một cái in một cái hình loa, thì anh em sờ tay đây, sờ nhẹ nhẹ là sẽ thấy cái màng loa. Khi ấn vào nó sẽ rung rinh đây. Đấy, thì ở dưới nó sẽ thiết kế một cái bát cộng hưởng cho các bác. Nó úp đúng kiểu như này luôn. Đó.
À, bây giờ mình sẽ đi từng loa một nhá, để cho các bác. Dòng 9LS này thì nó in khá là kỹ ở đây, anh em nhìn. Ở đây nó sẽ có gồm loa tép, tép và loa chung. Đây là kích thước. Chung đôm, tép đôm. Đấy, ở đây thì nó là chung, nhưng mà nó là loud mix, tức là chung trầm. Chung trầm thì nhiều anh em sẽ gọi là khá, gọi là lạ với cái thuật ngữ này, nhưng mà bản chất của nó thì nó chỉ là một cái loa và nó đưa cái dải tần số ở giữa của dải trung và dải bát, thì người ta gọi là chung trầm, nó thiên về dải trầm hơn. Chung thì nó sẽ, thằng này nó đảm nhiệm rồi, thì em này sẽ đảm nhiệm cái dải trầm. Và khi mà nó đã chia ra là cả chung trầm nữa thì các bác biết là chất của em này thì nó rất là sang tiếng nhá. Âm chung của em này thì rất rất là đặc sắc luôn. Còn AR thì các bác biết nó là sở trường về bát. Ở đây em này bát rồi chưa? Bát 30. Đấy. Chất màng rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Sở chất màng rất là sướng. Em quay chiếc bên này cho anh em xem nhá. Clip này thì chỉ giới thiệu như vậy thôi. Còn test nhạc em sẽ làm clip sau. Clip này quay chi tiết cho anh em. Anh em cứ theo dõi đăng ký kênh là em sẽ có rất là nhiều những cái quay test. Và đặc biệt là với cặp 9LS này thì có rất nhiều các cái cách phối ghép. Mỗi cặp loa đều có cách phối ghép khác nhau, tùy vào ngân sách, tùy vào cái chất âm của anh em mình muốn nghe. Chút nữa em sẽ ghép cho anh em nghe với cả em DN5190G đi. Đấy. AR9LS rất đẹp. Đó. Số điện thoại của em là 0983698887 nhá, cũng là số Zalo luôn. Zalo này là các bác không cần kết bạn, các bác vẫn có thể nhắn tin được cho em. AR9LS, model 9LS. Các bác không cần luôn, không cần kết bạn, vẫn nhắn tin bình thường, em nhận tin nhắn của người lạ. Đấy. Anh em nào mà có nhu cầu chán những cái đồ audio của mình, không biết bán, thừa thãi, không biết bán, không, hoặc là nhiều khi anh em không có nhu cầu bán bởi vì anh em có điều kiện, nhưng mà để không là rất là phí, trong khi thì rất là nhiều anh em đã không có đồ chơi. Và không có đồ chơi và muốn chơi những cái đồ đấy thì có khi lại đắt. Nhưng khi anh em mà pass lại cho những cái người cần thì họ có thể là đủ luôn tài chính để người ta mua, người ta sở hữu. Đấy, mà các bác thì cũng đỡ lãng phí tài nguyên. Đấy, cho nên là các bác nào thiếu và thừa cái gì thì cứ quay nhé, quay gửi cho em. Nhớ có số điện thoại trong clip, đọc số điện thoại trong clip này. Và nhớ là báo giá được thì tốt, giới thiệu càng hay càng tốt, thì nhiều người người ta xem thì các bác sẽ bán được nhanh đồ của mình hơn. Đấy. Còn nếu mà một số anh em có chia sẻ là quay thì cũng không biết nói. Đấy. Thì thôi thì cứ test nhạc, nhớ có số điện thoại các thứ thôi. Còn trường hợp mà khó khăn quá, mà những cái bác mà gọi là có tuổi một chút thì không dành về công nghệ, thì nếu mà các bác ở gần em thì em sẵn sàng em quay em giúp các bác nhé. Giúp free nhé, không lấy tiền đâu ạ. Quan điểm của em là làm cái gì cũng chỉ gọi là đủ thôi, chứ còn kiếm tiền thì không biết thế nào để mà dừng được. Cho nên là nghĩ ra cái gọi là cái cách để gọi là để cho anh em người dùng, tiếp cận người dùng cho nó có lợi ích hài hòa giữa hai bên, và em ở giữa là em chỉ gọi là giúp các bác thôi, trên cái gọi là nền tảng của một kênh YouTube chuyên về âm thanh hơn 100.000 sub, rất nhiều khách hàng tiềm năng. Đấy. Kết nối tất cả anh em với nhau rất khách quan nhé, bởi vì là các bác bán gì các bác sẽ có số điện thoại của các bác trên đấy. Đấy. Giá cả các bác trên đấy, cho nên là em không có kênh, không có gọi là cài cắm gì cả, và các bác mua bán được thì các bác biết với nhau, chứ em không thể biết được, bởi vì rất nhiều người gửi clip
và mỗi người có một số điện thoại khác nhau, cho nên không phải lo một cái gì. Trong sáng nha các bác nha, số điện thoại đây các bác lưu vào. Có thể cặp này các bác chưa đúng tầm ngân sách hoặc chưa đúng chất âm thì các bác cứ lưu vào. Các bác kết bạn Zalo, Zalo thỉnh thoảng em cũng sẽ up lên cho các bác theo dõi. Đúng gu của các bác thì các bác gọi. Xin chân thành cảm ơn.